Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử sổ số miền Nam hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố số 10, giải 8 Long An 40, giải 8 Bình Phước 42, giải 8 Hậu Giang 43, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử sổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 959-209, giải đặc biệt Long An 256-544, giải đặc biệt Bình Phước 899-249, giải đặc biệt Hậu Giang 472-283. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.